Đúng là cụ bảo tiền nào của ấy. À, trước mắt quý vị và các bạn là một cú đẩy CF có model là BL 4.8, được ghép một đôi loa BMB 5000C chính hãng và một đôi loa CA sao chính hãng, đánh trực tiếp từ một chiếc máy tính ra thì chất âm nó sẽ hay như thế này. Nó rất là sạch sẽ, chi tiết, uy lực, gọn gàng và trong sáng. Thì đây gọi là âm thanh sạch. Có thể nghe. Và trong clip này em muốn làm một clip ngắn trân trọng giới thiệu đến cả các bác, các anh chị, các bạn và các em một mẫu đẩy 4 kênh nhập khẩu nguyên khối, nguyên chiếc từ công ty CAF. Và cụ đẩy này có mã sản phẩm là BL 4.8. Thì đây là một cụ đẩy em xin được khẳng định do trực tiếp công ty Mỹ sản xuất, công nghệ Mỹ và công ty Mỹ sản xuất. Thì hiện nay công ty của họ đang làm trên đất nước Trung Quốc. Và cái điều quan trọng nhất ở đây em và bác quan tâm đó là giá thành, thứ hai là chất lượng sản phẩm, thứ ba là độ bền. Còn tiếp nó sản xuất ở đâu thì có thể là do người ta làm, nhưng em khẳng định đây là một cụ đẩy do Mỹ sản xuất và nghiên cứu, được sản xuất trên đất nước Trung Quốc và do công ty AV Việt Nam kết hợp với công ty điện tử Hanh Nguyễn phân phối trên thị trường Việt Nam. Mục đích là để dịch chuyển những thiết bị âm thanh chính hãng đến toàn thể các bác đam mê âm thanh yêu hát và muốn cho các bác một chất âm cực kỳ hay với chi phí thấp và sẽ đẩy lùi những thiết bị âm thanh rác thải về Việt Nam. Cụ đẩy này nó được thiết kế 4 kênh và mỗi kênh nó đạt là 800W. Đây là 800W thật đánh ở lội trở giảm ôm, tức là mỗi một kênh này nó có thể chơi tốt được một đôi bát 30 từ lớn họng lớn, và cũng có thể chơi tốt được một quả loa sử dụng bát 50 từ lớn họng lớn là dư lực. Thì với những cụ đẩy 4 kênh ngày nay, nó rất phù hợp cho tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn và các em để ghép một hệ thống âm thanh toàn giải gồm loa left right, loa center, loa sub hoặc loa left right, loa show round, loa sub vân vân. Thì đó là một hệ thống âm thanh đầy đủ. Thì cả clip trước thì em đã giới thiệu các bác một mẫu đẩy show top cũng do Mỹ sản xuất, và cụ đẩy này CF cũng do Mỹ sản xuất, có model là BL 4.8, tức là 4 kênh nhân 800W. Được thiết kế phía trước đó là một mặt khay nhôm nguyên khối dày bịch và được đua ra ngoài tạo lên một sự hầm hố sexy và đẹp mắt cho quý vị các bạn khi sử dụng cụ đẩy này. Cụ đẩy này là một cụ đẩy nó có thể cho chất âm ra cực kỳ chi tiết, gọn gàng, sâu thẳm và mạnh mẽ. Nếu như các bác cho một nguồn nhạc chuẩn vào thì nó không bỏ sót bất kể một sợi tần equalizer nào. Để phía trước, phía sau có thể nhìn đây, phía sau thì nó hỗ trợ bằng 4 đường vào, bằng rắc ca lông cái và 4 đường ra bằng rắc lưu trích. Khi mua sản phẩm em sẽ được tặng kèm rắc lưu trích, và nó được chia làm hai nhóm kênh, nhóm kênh A và nhóm kênh B, đều có hai công tắc. Công tắc thứ nhất là đánh chế độ para, công tắc thứ hai là đánh mono, và vị trí thứ ba là đánh tiếp te, và có độ nhạy điện áp là 0.17 và 1.4. Nhóm kênh CD cũng vậy. Thì đấy là của để 4 kênh phía sau, và có thể quan sát rất là đẹp. Và cụ đẩy này các bạn có thể quan sát là trong phía trong nó sử dụng một nguồn biến áp, một nguồn biến áp rất to có đường kính khoảng tầm 20 cm và dây đồng nguyên khối cao bằng mặt. Về số lượng tụ của nó em hãy cùng đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 tụ đầu nguồn của Mỹ, cho nên là nó đủ dự trữ lượng APC cũng như khả năng phóng xạ nó nhiều lần không hỏng. Có thể dùng đến 15 đến 25 không hỏng. Và tụ này điện áp chịu đựng cũng là 50V và 10.000 microfarad. Các có thể nhìn cái một cái khối nguồn rất to này để gắn tụ, và nó sử dụng 3 diode chỉnh lưu để lắn đọc cho bo công suất. Đặc biệt nó sử dụng một dàn quạt gió và chạy rất êm. Còn do này nó chạy điện áp 12V, cho nên khi chạy nó rất êm và có nhiệm vụ làm nóng, làm mát
cái bô công suất này khi cục đẩy này làm việc thoải mát. Và bác tiếp này, nó lại có một khối nguồn nữa. Bác nhìn đây, đây là một khối nguồn để chia các nguồn phụ cho các cái mạch thúc rồi mạch đóng dơ le. Tức là nó có hai khối nguồn liên tiếp. Khối nguồn nhất là dùng cho bô công suất và khối nguồn thứ hai là dùng cho các mạch phụ. Thì nó rất là cầu kỳ và chi tiết, đều có dơ le bảo vệ hết và có cầu trì bảo vệ. Và các bác quan tâm chính là bô công suất, thì đây chính là bô công suất. Mỗi một vế nó sử dụng, em có thể đếm ốc xà xòa nhá, 1 này, 2, 3, 4, 4 này, 8, 8, 16, 32 sổ công suất. 32 sổ công suất thì cái dòng này nó chạy đèn trường, cho vậy nó không cần đến nhiều xòa, nó vẫn đủ cái công suất đánh ra loa là hiệu suất rất cao. Tức là hiệu suất nó ra gần như là 100% đạt được đối với cái dòng sò này cũng như mạch này. Thế đây là một cục đẩy mà có thể nói là người Mỹ, người ta là một trong những cái nhà nghiên cứu có thể hàng đầu trên thế giới về các lĩnh vực điện tử viễn thông. Một cái Lasa có trọng lượng là chưa đến 30 kg mà nó hành trình trong suốt 60 năm không hỏng ở ngoài cái vũ trụ chúng ta. Do vậy nó nặng hay nhẹ thì điều đó nó không quyết định đến chất lượng âm thanh cũng như quyết định đến độ bền. Mà với công nghệ Mỹ thì có thể người ta chế tạo cái vật liệu nhẹ hơn sắt 10 lần nhưng có thể là chịu lực và độ cứng hơn sắt 10 lần. Đấy thì các bác có thể hình dung là đấy là cái công nghệ và kỹ thuật của người Mỹ. Thì đây cục đẩy có thể là rất phù hợp với các bác mà là những người thực sự đam mê âm thanh và là những người thực sự mà có cái nhìn chân chính về lĩnh vực âm thanh audio ở những góc độ sâu sắc và sâu xa. Thì giá cho một cục đẩy này mà em đã xin phép công ty, tức là giá cục đẩy này thì như là hãng báo nó xấp xỉ bằng 1.000 đô, bằng 1.000 đô nhá, bằng 1.000 đô. Nhưng mà qua một thời gian rất là dài mà cục đẩy em đã làm rất nhiều clip rồi nhưng mà không thể xin phép công ty được. Đến ngày hôm nay em đã thuyết phục ban lãnh đạo công ty cho phép em bán lẻ cục đẩy này để tiếp cận đến người tiêu dùng biết được chất thế nào là cục đẩy Mỹ, với giá là 12.500.000 đồng bao ship và tặng kèm cả các lưu trích đi cùng các loa đấy. Giá này là giá tốt nhất, có giá là 12.500.000 đồng bao ship và tặng các lưu trích. Đây là cục đẩy. Thì bên cạnh những cục đẩy mà chạy nguồn vế áp thì em còn có cục đẩy nguồn xung mà siêu nhẹ, siêu khỏe, xe ép có model là BL4-8X. Thì cục đẩy này mỗi kênh của nó là 800W, có giá là 10.500.000 đồng chạy nguồn xung 8 kg trên một cục đẩy, nhưng công suất nó cực kỳ khủng khiếp luôn, là 800W một kênh, chạy nguồn công nghệ Class 3D, tức là âm thanh cực sạch, có thể nói là công nghệ cực cao. Thế đây cục đẩy CAF BL đều của Mỹ sản xuất. Và tất cả những này bác tâm khi mà bác mua về thì sẽ có những cái tem để bác quét mã vạch xem nó có phải là sản phẩm chính hãng không. Và em lưu ý hiện nay trên thị trường Việt Nam với những cục đẩy mà không quét được mã vạch thì đó là không phải cục đẩy của Mỹ sản xuất và không phải chính ngạch. Cục đẩy đó là những cục đẩy có thể do một đơn vị ở đó hoặc là một cái xưởng ở đó nhái lại. Đây là một cái cục đẩy chính hãng do công ty AV Việt Nam kết hợp với công ty điện tử Hành Nguyễn nhập hàng từ công ty CF, một cục đẩy rất tuyệt vời. Và cái quan tâm nhất các bác này, nhiều bác nói là tại sao cái cục đẩy này mà nó giá là rẻ như vậy, thì em đã thích rồi, giá của hãng báo 1.000 đô, nhưng mà em cực kỳ khó khăn khi mà xin phép được ban lãnh đạo công ty để mà cho một cái giá tốt nhất đến các bác, để ai có thể dùng cục đẩy Mỹ này, có cơ hội dùng cục đẩy Mỹ này để có các sản phẩm tốt để dùng. Cho nên các bác an tâm chất lượng sản phẩm. Và một cái nữa là em nói rồi, với sang thị trường Việt Nam thì nhà xuất bắt buộc phải sản xuất cục đẩy có điện áp là 220. Nếu như chi phí cho một cục đẩy sản xuất điện áp 110 thì nó sẽ giá thành nó sẽ giảm đi. Bằng như này, nếu như sản xuất cục điện áp 110 thì số lượng dây đồng sẽ giảm đi một nửa. Đó nhá, giảm một nửa. Còn nếu sản xuất cục đẩy chạy điện áp 220 thì số lượng dây đồng sẽ gấp đôi. Đấy, ví dụ như là 110 thì các bác mất 100 vòng, nhưng ví dụ 220 thì các bác mất 200 vòng. Vậy nó sẽ tốn hơn là 100 vòng và chưa nói ở quận thứ cấp ra nữa.
Và do vậy không phải là cứ điện áp 110 mà là xịn bác nhá. Điện áp 220 là do cái điều kiện, do cái mạng lưới quốc gia của từng nước. Tại sao Việt Nam mình không dùng điện 110? Lý do nước mình còn nghèo, cái dây dẫn nó chưa to, thứ hai là các cái trạm mà hạ áp nó chưa có nhiều, do vậy người ta phải dùng điện áp 220. Nếu như dùng điện áp 110 thì trong quá trình chuyển tải điện năng nó sẽ bị hao tổn hết đi khi đến người tiêu thụ. Các bác nếu mà chưa rõ sẽ vào vật lý lớp 10, lớp 9 thì người ta sẽ thấy rất rõ về cái vấn đề mà điện năng tại sao phải có điện áp 110 và 220. 110 thì cái ưu điểm là sử dụng nó không nguy hiểm cho người dùng, nó không nguy hiểm thiết bị. Thế nhưng mà chi phí về đường dây dẫn và cột rất phải lớn các bác nhé. Thế đây cũng để mà em đã xin phép lãnh đạo công ty để cho các bác một cái giá cực kỳ tốt, cực kỳ tốt, giá 12.500.000 các bác sở hữu ngay được một cục đẩy Mỹ bãi loài 4 kênh, có thể nói bác không thể so sánh được. Có thể có những cục đẩy sử dụng đến 80 xò nhưng tại sao nó vẫn giá tiền hợp nó không nhiều, bởi vì âm thanh của nó thực sự chưa phải là chất đấy, chưa phải chất, không thể nào so được kim cương với vàng, không thể nào so được sắt với vàng, mà không thể nào so được đồng với vàng. Thì đó chính là vậy, chất âm này phải là những người thực sự am hiểu sâu sắc và những người có cái nhìn đúng mực về khoa học, đúng mực về những thành quả lao động chân chính của nhà xuất thì mới hiểu được giá trị đích thực của nó. Đây là cục đẩy, có thể bác liên hệ với em, cực tuyệt vời. Nay em về rất là nhiều các mã CF 4.8, con này là nguồn xuyến lên đầu, con này là nguồn sung, giá 10.500. Tại em đã công bố giá luôn, bởi vì ban lãnh đạo công ty cho phép em. Thành viên chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở cái đợt sau. Có thể các bác nghe một đoạn nữa.